Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục trong series đến với sản phẩm ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu các bạn một sản phẩm của hãng Epson cho dòng máy in 2 liên hoặc 3 liên. Đối với các cửa hàng yêu cầu những cái hóa đơn lưu lại, cần phải lưu lại thì chúng ta sẽ sử dụng máy in này. Thì trước mặt các bạn đang là model Epson U220B. Thì bây giờ mình sẽ bóc hộp cái sản phẩm này ra để review cái cảnh nó cho các bạn xem. Thì trước mặt các bạn đang là bộ sản phẩm máy in Epson hóa đơn 2 liên đến 3 liên là model U220B. Đây là bộ sản phẩm phụ kiện full box của hãng Epson do Tân Phát phân phối. Bây giờ mình sẽ bóc cái sản phẩm này ra. Đầu tiên sau khi bóc hộp thì mình thấy ở đây có một cái bộ đĩa cài driver từ U20 đến U950. Kèm theo đó là sách hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết của hãng Epson. Epson là một hãng thương hiệu khá là nổi tiếng của bên Nhật Bản. Kèm theo đó mình thấy ở đây có một cuộn giấy test này. Đây là khổ giấy K80. Máy này thì in được 2 liên, tuy nhiên thì cuộn giấy test này thì lại là cuộn giấy 1 liên. Đây là cuộn giấy do nhà sản xuất cung cấp cho chúng ta để test máy. Tiếp theo đó thì mình có một cái ri băng mực. Ri băng mực này thì có hai màu, màu đỏ và màu đen trên cái giải mực của nó. Cái ri băng mực này thì Tân Phát cũng phân phối luôn các bạn nhé, hàng chính hãng, các bạn có thể tham khảo giá để mua thêm khi mà chúng ta in ấy, quá trình in chúng ta bị hết mực. Máy thì được bọc bằng rất là nhiều bìa cắt tông cũng như là xốp, giúp cho quá trình vận chuyển tránh bị va đập, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mà mua vận chuyển xa, các bạn ở tỉnh mua. Tiếp theo ở đây thì mình có một cái adapter nguồn chính hãng Epson. Thông số thể hiện ở trên adapter như là điện vào là 100 đến 240V, xuất ra điện 24V 1.5A. Kèm theo đó là rất là nhiều các cái tiêu chuẩn thế giới mà Epson đã đạt được. Cuối cùng thì ở đây chúng ta có sản phẩm máy in. Kích thước của chiếc máy in này thì nó cũng khá là nhỏ. Chiều dài của nó khoảng 25cm. Trọng lượng của nó thì mình thấy cũng khá là nặng ấy, cũng phải tầm cân giữa 2 cân ấy. Trọng lượng của nó thì cũng khá là nặng, mình nghĩ cũng phải tầm 1 đến 2 kg. Đây là chiều dài của thân máy này, khoảng 25cm. Thì bây giờ mình sẽ nói qua về các cái thông số cũng như là các cái chức năng của máy này. Ở phía đằng trước máy thì ở đây mình có một cái đèn thông báo trạng thái và đèn báo lỗi luôn. Bên cạnh đó thì là có đèn báo giấy này. Đây là nút feed này, nút feed giấy này. Ở ngay bên dưới thì là công tắc nguồn on off, rất là tiện lợi. Mình nhìn thấy ở phía trên thì có cái đầu in, nghĩa là giấy in sẽ đi, bill sẽ đi ra từ hướng này. Kèm theo đó là một cái dao răng cưa để chúng ta tiện dụng trong cái việc xé giấy. Tuy nhiên thì cái sản phẩm này, model này thì nó có chức năng dao cắt tự động, nên là cái này mình nghĩ nó cũng hơi thừa. Ở trên này thì mình thấy có một cái lớp ni lông mờ. Đây là nhựa Mica màu đen mờ, thì giúp cho chúng ta có thể nhìn thấy ở bên trong. Bên trong nghĩa là giấy, tình trạng giấy còn hay hết để chúng ta kịp thời nạp giấy. Các cái cổng tiếp nối của cái model U295 này ấy, các cái cổng tiếp nối của model U220B này thì mình thấy nó chỉ sử dụng cổng kết nối giao tiếp với máy tính là cổng USB thôi. Bên này thì có cổng DC, nghĩa là cổng kết nối với lại kết thu ngân. Ở đây là điện nguồn này, cổng DC này, 24V này. Bây giờ thì mình sẽ đi sâu hơn vào bên trong thân máy. Thì ở trên này có một cái nắp để mở lên, thì nằm ngay bên phải này, các bạn chỉ việc kéo cái nắp lên thôi thì chúng ta có thể mở lên rồi. Bên trong này thì sẽ là khoang chứa giấy. Bên trong này thì là khoang chứa giấy này, thì mình sẽ lắp thử giấy cho các bạn xem. Đây, một giấy chúng ta cho thả vào đây. Kích thước giấy phù hợp với lại cái máy này chính là kích thước khổ K80 các bạn nhé. Đây là kích thước thông dụng nhất của cái loại các loại hóa đơn mà trên thị trường hiện giờ đang sử dụng. Đây là khoang lắp giấy, thì máy này sử dụng kích thước giấy là K75 các bạn nhé. Đây là cuộn giấy K75. Các bạn có thể lựa chọn 2 liên hoặc 3 liên tùy vào cái nhu cầu của doanh nghiệp của chúng ta.
Sau khi lắp giấy vào ấy, thì các bạn kéo thừa cuộn giấy lên trên như thế này và đóng nắp lại. Còn cái nắp ở đằng trước này thì các bạn chỉ việc đẩy nhẹ ra. Đây cái nắp này thì chỗ này chúng ta sẽ lắp cái vi băng mực vào đây. Bây giờ mình cũng sẽ lắp thử cho bạn xem luôn. Đây là cái vi băng mực mà nhà cung cấp phân phối chúng ta. Lắp mực thì khá đơn giản, các bạn chỉ việc đặt vào, nghĩa là cái vi băng mực này nó sẽ đi qua cái đầu kim, sau đó các bạn ấn mạnh tay xuống một chút để nó vào cung cấp. Sau đó thì chúng ta ở đây có một cái nút xoay, như là xoay vi băng mực đấy cho nó căng ra là được. Sau khi lắp xong các bạn đẩy nắp lại. Thao tác khá là đơn giản. Sau khi các bạn lắp giấy mực xong thì chúng ta chỉ được cắm điện nguồn vào, cũng như là cắm driver lên máy tính và sử dụng in bình thường. Giá của sản phẩm các bạn có thể tham khảo trên website tuphat.com.vn hoặc siêu thị maso.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.